mua kìa. Nó nói muốn mua quà cho mẹ mà không có đem tiền theo. Nó nói nãy còn mời mua cái này chứ bây giờ mua rồi mời cho mẹ mua. Hello cả nhà. Chợ đêm Đà Lạt nghe cả nhà. Hai coi, chào coi. Hello, hello. Chợ đêm Đà Lạt nha. Chợ đêm nha. Chợ đêm, chợ đêm. Chợ đêm có mua mật gần nữa nè. Mua gì không con? Có sầu riêng gần nữa nè, thơm lắm. Đang ở chợ đêm nè, có mua gì không? Muốn mua cho. Giờ con đòi gì? Con nói mẹ nghe tiếng này. Ủa vậy mình đi lại xe, đi dài dài lại xe chứ. Xe đâu, đi lại đẳng xe, điện xe, xe mới dài lại. Chờ con. Chưa có điện được, đậu ốc chứ vừa ra chứ đậu lâu không được. Ý là không đậu đó được, mình ra mình tập trung đủ đi rồi cái điện xe lại. Rồi còn mà đâu nữa, hình như còn nữa, dương kẹt đâu nữa mà. Còn tụi nó đi ăn, nãy trên điện con rồi. Chị ấy đi ăn xong chưa, điện nữa coi xong chưa. Giờ ra quảng trường. Đòi cây roi. Đòi cây roi. Giờ ra quảng trường đi hết chị. Nãy lên đèn rồi đó, mua gì? Giờ lên đèn hết rồi. Con mua gì con nói đi, mua gì, đi dắt đi mua. Quậy đứng đó nha. Ngồi đó. Hồi nữa thế nào cũng ra bờ điện rồi. Mua gì đâu chị ơi. Hả? Đổi gì chị? Hả? Chứ giờ cái sao mà cái mặt ụ ụ. Mua kẹo hả? Trời ơi, đi Đà Lạt mà mua kẹo. Đà Lạt kẹo bán đâu tao không biết đâu. Ăn dâu không? Trời gì đâu, tùy quá, mai rồi mua. Mai đi chơi nữa rồi đi mua nữa. Bây giờ còn đi mua không có. Đọt út mắt là con à. Đổi gì? Hả? Dạ không mua chị. Đổi gì đâu chị coi. Hả? Đổi cái gì? Không đổi gì, dắt tôi đi đâu. Không có để cái chợ ha. Sao không có để cái bảng chợ đêm á? Mua con nữa con mua cái gì? Cái gì vậy Nhi? Hai này đâu có gì đâu còn mua. Đi mua đồ nhậu. Đi mua đồ nhậu với Út rồi. Rớt mất cây kẹp rồi. Rớt mất hết cây kẹp rồi.